Bích Liên xin được trở lại với tất cả quý vị trong chương trình làm đẹp của hệ thống công ty dược mỹ phẩm Evifensis. Lời nói đầu tiên, Bích Liên xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị nhiều sức khỏe, nhiều an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên rất là vinh dự được giới thiệu đến quý vị sơ lược qua 4 sản phẩm dược phẩm của hệ thống công ty dược mỹ phẩm Evifensis. Thưa quý vị, sản phẩm đầu tiên là Astro Balance dành cho người phụ nữ. Sản phẩm thứ hai là Evifensis Slim Beautiful cho người phụ nữ có thân hình thon gọn, sức khỏe dồi dào và làn da thật đẹp. Và sản phẩm thứ ba là Linh Chi Đỏ. Linh Chi Đỏ là một sản phẩm bằng organic 100% để bồi bổ sức khỏe và chống lại cái đề kháng cho người dùng. Thưa quý vị, đó là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Và sản phẩm thứ tư là Đông Trùng Hạ Thảo. Thưa quý vị, những sản phẩm này rất là tốt cho làn da cũng như sức khỏe cho người tiêu dùng, cho nên Bích Liên ngày hôm nay thinh xin sơ lược 4 sản phẩm dược thảo của hệ thống công ty dược mỹ phẩm Evifensis ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong khi mà quý vị thấy Bích Liên tường trình cũng như giới thiệu qua sản phẩm này thì quý vị có thể gọi vào một trong những số điện thoại ở trên màn hình để quý vị tìm hiểu thêm về chi tiết và hiệu quả của những sản phẩm này. Thưa quý vị, website là Evifensis Cosmetics, số điện thoại của tổng công ty là 1-800-918-3017, 1-800-918-3017. Và tại Việt Nam, quý vị xem được thì quý vị gọi về số điện thoại là 093-271-1905, 093-271-1905, địa chỉ 35 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Những trung tâm hệ thống của Bích Liên Skincare và Evifensis đều có những sản phẩm đặc biệt này của hệ thống công ty dược mỹ phẩm Evifensis. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên đã giới thiệu cho quý vị từng thành phần cũng như từng sản phẩm của hệ thống công ty Evifensis vừa qua. Và bây giờ ngày hôm nay Bích Liên rất là vui được trở lại và giới thiệu đến quý vị toàn bộ 4 sản phẩm. Nhưng ngày hôm nay Bích Liên muốn nhấn mạnh về sản phẩm Linh Chi. Red Linh Chi là một sản phẩm rất đặc biệt, pha chế hoàn toàn bằng thiên nhiên 100% organic. Có nghĩa là từng cái mảnh đất để trồng nên cái sản phẩm này cũng đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong từ 2 đến 6 năm. Cái miếng đất này đó là không có ô nhiễm bởi vì nước cũng như môi trường và ô nhiễm của những chất hóa chất. Cho nên khi sản phẩm này đã trồng ở mảnh đất đó và sản xuất ra hoàn toàn 100%, thưa quý vị. Và đặc biệt bào chế để mang đến sức khỏe cho quý vị, từng viên của nó cũng là 100% pure, có nghĩa là không có pha chế bất cứ một cái chất nào vào để mà mang đến không hiệu quả cho quý vị. Cho nên khi quý vị dùng sản phẩm của Evifensis thì quý vị sẽ thấy rằng cái hiệu quả của quý vị khác hơn là quý vị dùng những sản phẩm khác. Thưa quý vị, Bích Liên xin phép sơ lược một vài chi tiết chính và quan trọng về sản phẩm Linh Chi Đỏ này. Nếu mà quý vị muốn biết thêm nữa đó thì quý vị có thể liên lạc với công ty và công ty cho quý vị một thông tin rất dài về sản phẩm này cũng như quá trình mà trong sản phẩm này tại Mỹ trên 20 năm qua. Thưa quý vị, sản phẩm của công ty Evifensis được Bộ Y tế công nhận và FDA approve rất là an toàn và có bảo hiểm cho quý vị dùng. Tuy nhiên, quý vị an tâm 100% là phải có hiệu quả mang đến sức khỏe khi quý vị dùng, là một sản phẩm ngăn ngừa những chứng bệnh trong cơ thể của quý vị nè, mang lại sức khỏe tốt hơn mỗi một ngày, chống lại cái sự ô nhiễm môi trường cũng như chống lại đề kháng cho quý vị mạnh hơn, quý vị không có bệnh nhiều. Tuy nhiên, và ngăn ngừa được cho quý vị cholesterol xấu thì nó xuống mà tốt thì nó lên, rồi ngăn ngừa được những cái bệnh mà quý vị bị máu cao. Đó là cái điều mà Bích Liên thấy rất là quan trọng, và đặc biệt hơn nữa ngăn ngừa được ung thư, những chứng bệnh lặt vặt mà quý vị càng ngày đó thì quý vị có thể trở nên những cái chứng bệnh nan y sau này. Tuy nhiên, trong thời gian qua Bích Liên đã nghe rất là nhiều khách hàng
dùng đến và khen ngợi. Nếu mà quý vị dùng linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo vào cơ thể quý vị mỗi một ngày, sáng một viên, chiều một viên và tối một viên, thì quý vị sẽ có một sức khỏe rất là tốt thưa quý vị. Trong thời gian qua đó thì Bích Liên thấy đông trùng hạ thảo này, quý vị biết ngày xưa đó vua chúa mình mới có cơ hội dùng đến nó. Tuy nhiên trong thời nay nó khác hẳn với ngày xưa, mình có khả năng và có cơ hội thì tại sao mình không dùng, phải không thưa quý vị? Bích Liên nghĩ rằng mình ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh. Cứ quý vị dùng những sản phẩm này, quý vị thấy yêu đời hơn, quý vị cảm thấy không có mệt mỏi hơn. Đó là những bằng chứng mà khách hàng của Bích Liên đã chia sẻ với Bích Liên trong những tháng qua. Cho nên Bích Liên muốn giới thiệu một trong những sản phẩm đặc biệt của hệ thống công ty EV Princess ngày hôm nay. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo nó giúp cho quý vị nhiều cái đề kháng trong cơ thể, rồi giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, rồi giúp cho quý vị gan, phổi đều tốt cả, oxit hóa trong cơ thể của quý vị, làm cho quý vị cảm thấy không có mệt mỏi. Trong những năm vừa qua đó thì Bích Liên cũng đã gặp phải những cái chứng bệnh khó thở, mệt mỏi, rồi cảm thấy giống như một cái cơn bệnh của mình không còn bao lâu. Nhưng mà khi quý vị biết không, Bích Liên dùng linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo giúp cho Bích Liên rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa, mà quý vị nào mà đi tiểu đêm thưa quý vị, quý vị đi tiểu đêm thì quý vị biết rồi, rất là khó dỗ cái cơn giấc ngủ của mình trở lại. Khi mà quý vị dùng sản phẩm này, Bích Liên tin chắc là 2 tuần thôi thì quý vị cảm thấy cái chuyện mà đi tiểu đêm không còn nữa, bởi vì nó hỗ trợ cái thận của mình tốt hơn nè, rồi hỗ trợ gan của mình tốt hơn nè. Đặc biệt hơn nữa là Bích Liên có được rất là nhiều khách hàng đã chia sẻ là trong thời gian qua đó, những người khách hàng cả ngày thì buổi chiều hay mệt hay nhức mỏi thì dùng hai cái sản phẩm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo thì cả ngày làm việc không thấy mệt, không thấy chán, đến buổi tối rồi ngủ một giấc rất ngon. Thưa quý vị, đó là cái điều Bích Liên không chứng minh cho những người tuổi trẻ, nhưng mà Bích Liên thấy tuổi trẻ thì ngừa bệnh còn hơn chữa bệnh, còn tuổi lớn từ 60 trở lên thì không còn tình trạng này nữa. Đó là cái điều mà Bích Liên đã thấy qua và đã nghe những người khách hàng chia sẻ như vậy. Kể cả những cụ từ 70 trở lên đó, cụ thường hay bị những cái chứng bệnh mà rút đó thưa quý vị, buổi tối đó bị dợp bẻ đó, người thì thường Bích Liên biết được như vậy, thì nhức cái chân rất là nhiều, nhức mà nó đau lắm, rất là khó chịu, thì đi bác sĩ bảo rằng cái chứng bệnh nó không thể nào chữa cho những người già, những người lớn tuổi từ 70 trở lên. Tuy nhiên có một bác đó có chia sẻ với Bích Liên là mỗi một tuần ít nhất cũng phải có bị cái tình trạng đó một lần. Tuy nhiên dùng linh chi và đông trùng hạ thảo của hệ thống công ty EV Princess trong một tháng qua thì hoàn toàn cái chứng bệnh này không còn ở với bác nữa. Cái điều Bích Liên rất là vui xin được chia sẻ đến tất cả quý vị. Đó là một trong những chứng bệnh mà đơn giản mà không có một cái loại thuốc nào chia sẻ cũng như là có thể giúp cho quý vị cả. Cho nên đây là cái điều mà Bích Liên muốn thông bạch cũng như giới thiệu đến tất cả quý vị, giúp cho quý vị có nhiều sức khỏe hơn để quý vị cảm thấy quý vị yêu đời hơn. Đặc biệt hơn nữa, một người mà có một cái mái tóc lớn tuổi sau 60 đó thì thường hay bạc hay trắng ngay cái gốc trên tóc của mình. Một tuần, hai tuần là phải đi nhuộm tóc. Tuy nhiên Bích Liên chia sẻ với một người khách của Bích Liên là trong 5 tuần qua chị mới bắt đầu đi thích chấp nhẹ thôi, thay vì 2 tuần là phải đi thích chấp rồi. Cho nên đây là lần đầu tiên mà chị thử qua. Chị thử rất là nhiều sản phẩm khác, linh chi và đông trùng hạ thảo, nhưng mà nó không giúp ích gì. Khi dùng với hệ thống EV Princess thì chị đã chia sẻ với Bích Liên 5 tuần qua chị chưa có phải đi thích chấp cái đầu của mình, bởi vì tóc nó vẫn còn đen, sức khỏe vẫn còn tốt. Đó là cái điều Bích Liên muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Bích Liên khi mà chia sẻ có nghĩa là nói thật, lời thật và hiệu quả thật đến quý vị. Bởi vì Bích Liên biết được tất cả những thành phần mà Bích Liên đã mời nhờ bác sĩ pha chế hoàn toàn bằng dược thảo và nguyên chất. Đó là cái điều mà Bích Liên thấy hiệu quả hơn là những sản phẩm khác. Kể cả Bích Liên có một chị cũng khá tuổi rồi, chị có làm facial nè, làm nail mà. Thường ngày thì chị hay bị đau lưng, nhức lưng lắm. Tuy nhiên khi chị dùng sản phẩm của Bích Liên sau 3 tuần lễ, chị chia sẻ với Bích Liên là chị không còn cái chứng bệnh đau nhức lưng nữa. Đó là cái điều Bích Liên rất là vinh dự xin chia sẻ cùng tất cả quý vị. Không phải nói rằng đây là một cái sản phẩm, một cái dược thảo gọi là chữa bá bệnh, nhưng ít nhiều
nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều cơn bệnh trong cơ thể quý vị. Quý vị không bệnh này thì chắc chắn sẽ bệnh khác. Tuy nhiên, sản phẩm của EV Princess dược thảo mang lại cái sự hiệu quả nhanh chóng và an toàn cho quý vị. Tại sao quý vị không dùng phải không thưa quý vị? Trong uống ngoài thoa, ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh. Cho nên quý vị nên ngừa bệnh và quý vị không phải chữa bệnh. Bởi vì khi mà chúng ta chữa bệnh thì chúng ta rất là khó và khó khăn đến một bác sĩ nào là đúng cả. Bích Liên xin chia sẻ với quý vị về một cái vấn đề như vậy để quý vị hiểu rằng hai cái sản phẩm này Bích Liên nghiên cứu ra cũng chỉ việc quan tâm đến sức khỏe của người khách hàng Bích Liên mà thôi. Bích Liên không phải là một trong những người mang đến cái sản phẩm mà có thể phân tích như bác sĩ. Tuy nhiên quý vị biết là có những quý vị Bích Liên được biết đang đi chữa bệnh đến tất cả các bác sĩ hoặc là đông y tây y gì đó, nhưng mà bác sĩ bảo rằng quý vị không có đủ sức khỏe để làm sao bác sĩ có thể giúp thêm sức khỏe nữa. Tuy nhiên quý vị có thể cộng thêm hai sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess, linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo, thì quý vị có thể giúp cho bác sĩ, giúp cho mình trước tiên để có sức khỏe tốt hơn, để đến khi mà bác sĩ có đang chữa bệnh chẳng hạn như vào chemo đó, gọi là trị xạ đó, thì quý vị cũng có thể có đủ sức để mà quý vị chống lại cái bệnh nan y đó. Đó là cái điều mà Bích Liên đã giúp cho một nhà báo tại thành phố Liên đã ở trong thời gian qua. Bởi vì khi đến bác sĩ thì bác sĩ bảo rằng cái chứng bệnh đó quá nặng rồi, không đủ sức khỏe để mà đi trị xạ để trị được cái chứng bệnh đó. Tuy nhiên Bích Liên đã gửi cho người nhà báo đó những sản phẩm của Bích Liên, thì sau một tuần, hai tuần, thời gian rất ngắn thì cái người bệnh nhân đó đủ sức khỏe để rồi vào bệnh viện để trị phóng xạ, để giúp được cơn bệnh của mình ngay nào thì hai ngày đó. Tuy nhiên ngày hôm nay cũng đã qua vài tháng rồi, người này đã trở lại một sức khỏe coi như khả quan lắm thưa quý vị. Đó là cái điều Bích Liên muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị. Bích Liên nói thật, lời thật và hiệu quả thật. Nếu như quý vị muốn biết cái sản phẩm này hiệu quả như thế nào, quý vị có thể liên lạc với công ty để chúng tôi có thể cung cấp những tài liệu và những sự nghiên cứu của nhà sản xuất để quý vị biết được, và quý vị có thể bồi bổ sức khỏe cho mình để bảo vệ chúng ta có một sức khỏe trường cắn hơn và tốt hơn. Tuy nhiên Bích Liên muốn xin phép quý vị, tất cả những sản phẩm dược thảo của hệ thống công ty EV Princess ra đời đều có những cái hiệu và địa chỉ cũng như information chi tiết về công ty để quý vị dễ dàng tìm đến hơn. Bích Liên không muốn quý vị phải tiền mất mà tật mang, cho nên xin phép quý vị hãy tìm đúng sản phẩm, tìm đúng công ty. Khi quý vị nhìn trên nhãn hiệu có hình hoặc là có những chi tiết về công ty EV Princess thì quý vị nên mua những cái sản phẩm đó, còn hơn là quý vị mua những cái sản phẩm cũng tên biết đâu chừng phải không thưa quý vị, vàng thao lẫn lộn trên đời sống này rồi. Cho nên Bích Liên muốn quan tâm cũng như nhắc nhở đến quý vị là hệ thống công ty EV Princess cho ra đời 4 sản phẩm hiện tại để mang đến, để giúp ích cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đầu tiên là Astro Balance, EV Beautiful và sản phẩm linh chi đỏ, kể cả đông trùng hạ thảo. 4 sản phẩm này Bích Liên được hàng ngàn người khắp nơi yêu chuộng và quý mến và khen sản phẩm rất là an toàn. Đó là cái điều mà Bích Liên rất là vui trở lại trong chương trình sức khỏe của sản phẩm EV Princess ngày hôm nay. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về hệ thống công ty EV Princess qua website EV Princess Cosmetics và số điện thoại miễn phí là 1-800-918-3017. Và Bích Liên rất là vui xin được cảm ơn đến tất cả quý khách hàng ở gần và ở xa. Luôn luôn lúc nào Bích Liên có một cái tin tức mới quý vị đều đáp ứng và quý vị đều có với Bích Liên để khuyến khích cái tinh thần. Bích Liên không quên cảm ơn quý vị đã tiếp tay với hệ thống công ty EV Princess và đã giới thiệu tất cả những sản phẩm đến cho mọi người khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là những người đại lý và tiếp tay với Bích Liên ở tất cả các nước khác, chẳng hạn như Canada nè, rồi Australia nè, Germany, vân vân và vân vân, rất là nhiều mà Bích Liên không tiện kể ra đây. Tuy nhiên quý vị vào website thì quý vị thấy rất là nhiều. Và nhân dịp này thì Bích Liên cũng xin phép thưa quý vị, những cái sản phẩm về da của hệ thống công ty EV Princess cho ra đời đã thành công 16 năm qua. Lời nói thật, hiệu quả thật và con người thật, sản phẩm thật mang đến lòng tin cho quý vị mà quý vị có thể tin tưởng đây là một sản phẩm hàng đầu trên toàn thế giới.
Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Bích Liên qua mạng lưới cũng như là hệ thống truyền hình radio. Bích Liên xin chân thành cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và quý vị có thể biết rằng đây là một cái sản phẩm mà quý vị nên chú ý đến nếu như quý vị nghĩ đến sức khỏe của quý vị. Quý vị nghĩ đến làn da của quý vị, quý vị đừng nên bỏ qua và quý vị không nên tiền mất tật mang. Thưa quý vị, sản phẩm này đây là một sản phẩm đầu tiên trên thị trường đánh giá cao nhất. Bích Liên xin giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật vui, trẻ, khỏe, yêu đời và hạnh phúc, bình an. Bích Liên hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.